Chào cả nhà, vào mùa hè oi bức, nhất là buổi chiều, mời cả nhà dạo bờ biển, tắm biển thư giãn. Biển buổi chiều hôm nay rất là đông cả nhà. Mời cả nhà dạo cùng Hiền tắm biển vào buổi chiều thư giãn. Chiều mùa hè trời oi bức, mời cả nhà tắm biển thư giãn vào buổi chiều mùa hè. Người dân tắm rất là đông cả nhà. Tắm biển vào chiều mùa hè mát mẻ, giải nhiệt mùa hè nắng nóng.